sự phân bố electron vào ô orbital nào dưới đây là là đúng được chưa rồi ở câu a tôi vẽ từng đáp án nha ở câu a thì nó ghi là à, phân bố nào sau đây là đúng không câu a nó ghi là mũi tên chỉ lên và mũi tên chỉ lên hai mũi tên chỉ lên trong một ô vuông là sai các bạn nguyên tắc là một mũi tên chỉ lên một mũi tên chỉ xuống ha vậy là hai mũi tên chỉ lên là, là sai rồi sai rồi rồi câu b thôi thầy vẽ hết các đáp án đi rồi chúng ta bắt đầu bình luận về các đáp án này nó Ok ha. Rồi ok đã bán nha. Rồi ba mũi tên chỉ lên này. Ba mũi tên chỉ lên. Rồi đáp án C thì nó ghi là à hai thằng mũi tên chỉ lên xuống bị nhét trong một ô. Rồi sau đó là 1 mũi tên chỉ lên. Đáp án D là hai thằng cùng hướng lên. Một mũi tên chỉ lên mũi tên chỉ lên rồi ok rồi chúng ta bình luận nha ở câu a thì ở đây là sự đúng rồi ở câu a nó ghi hai mũi tên chỉ lên thì có ràng các bạn thấy là hai mũi tên chỉ lên trong một ô vuông là sai tại vì nguyên tắc đó, trong cùng một ô vuông trong một ô vuông duy nhất nha thì lúc này một mũi tên chỉ lên và một mũi tên chỉ xuống nếu như có hai mũi tên thì một lên một xuống chứ không có vụ cả hai cùng lên như câu a là sai và điều này đã vi phạm quy tắc điều này đã vi phạm lý pauli các bạn lý pauli là đề cập trong một cái ô vuông bắt buộc là chiều tự quay của chúng phải ngược nhau Đúng không? Đây trong cái phần này tôi có đề cập nè, nguyên lý, nguyên lý poly nè. Chúng có chiều tự quay là ngược nhau. Được chưa? Rồi ok. Nói chung á hai thằng này mũi tên gì sai, vi phạm nguyên lý uh, poly Rồi ở câu B á thì ba mũi tên cùng chỉ lên hết thì hoàn toàn chính xác rồi. Nói chung mấy thằng đúng thì mình không có gì bình luận cả. Đúng thì nói gì được nữa giờ, nó tuân thủ hoàn toàn đầy đủ cái quy tắc hình. Đúng không? Quy tắc hình trong một cái phân lớp, đúng không? Đề cập đến quy tắc hình dùng trong một cái phân lớp. Rồi nó B là chính xác này B là đúng nè. Đúng thì không gì để nói hết còn sai thì có hàng ngàn thứ để chém đúng không ạ để chém gió đấy ở câu c thì các bạn thấy là ở câu c thì chúng ta thấy là thằng này á vi phạm cái uh, vi phạm cái 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 uh, quy tắc hình đúng không ạ nó vi phạm quy tắc hình ở đây á số e độc thân phải là tối đa quy tắc hình phát biểu một điều là gì số e độc thân phải là tối đa mà ở đây á số e độc thân ở câu c nó chỉ có một thôi các bạn các bạn thấy không nó chỉ có một e độc thân thôi nếu như câu c mà sửa lại thằng này có ba e và nếu nếu như câu c này sửa lại thì phải ghi như vậy là mới đúng nè đó, gì là mới đúng nè. Là lúc này á, ba e độc thân. Nhưng mà không, nó không có chọn giải pháp này, nó ghi như thế này. Nó ghi mũi tên chỉ xuống chỗ này. Là lúc này chỉ còn lại một e độc thân thôi. Thì lúc này đã vi phạm cái quy tắc hình. Quy tắc hình phát biểu và làm sao các bạn vẽ trên một cái phân lớp á, phải có xe độc thân là tối đa. Phải có số e độc thân là tối đa. Cái e độc thân sẽ phân bố trên các orbital sao cho trong một phân lớp nha. Cái tròn sẽ phân bố trên các orbital sao cho số e độc thân là tối đa. À, và chiều tự quay của chúng là giống nhau. Ok ha, chiều tự quay chúng là lên phải lên hết. Đấy. Rồi lúc này chỗ này là sai do vi phạm quy tắc hình. Các bạn có thể ghi ha. Rồi, ở câu D. Ở câu D thấy rất là rõ rồi, nó có cái rất là quấy tèo chỗ này. Trong cùng một cái trong cùng một cái ô vuông. Ở câu D thấy không? Trong cùng một cái ở câu D trong một ô vuông mà có hai mũi tên cùng hướng lên là rõ ràng là sai. Nó vi phạm một cái cực kỳ sâu sắc là nguyên lý Pauli. Nguyên lý Pauli phát biểu là cái chiều tự quay của chúng phải ngược nhau. Nếu như trong một ô vuông có hai lá tròn thì chiều tự quay của chúng là phải ngược nhau tức là một mũi tên hướng lên và một mũi tên hướng xuống ha các bạn cùng hướng lên hai mũi tên ở câu d như vậy là sai ha, vi phạm cái nguyên lý Pauli rồi rồi vậy thôi nói chung coi cho phần mô tả của tôi là có hết mọi thứ đáp án chính xác là câu b câu b ha ba mũi tên cùng hướng lên đáp án b rồi vậy thôi câu b